Audio Jungle. Chiên. Khoai tây chưa chiên. À khoai tây. Chắc đây chúng mày chiên. Trời ơi trời. Khoai tây mình phải ngâm nước muối cho nó ra cái chất gì chứ, xả rửa cái chất bột của nó, ngâm nước muối, xả rửa hai nước rồi mình mới ngâm nước muối. Rồi gà chiên cái gì bữa nay mình gà chiên ăn gà chiên cái gì chứ, cánh gà nè, cánh gà, đùi gà. Có tỏi nguyên trái bự trong nha. Đó mình xả hai nước rồi mình ngâm nước muối. Rồi chiên hai lần nó mới giòn. Hả? Chiên hai lần. Chiên sơ. Nó mới giòn, phải không? Chiên sơ thôi rồi cái miếng vớt lên. Rồi bắt đầu chiên khoai tây. Rồi, bắt đầu chiên gà KFC. Chỉ hơn cái mùi thịt hoài những sản phẩm. Hỏi nó chưa mới đầu nó thấy con ăn chồng. Cái màu nó điện cho ông chủ nó không chồng thai. Cái này đúng rồi mà. Nó nói là con gà thì ăn chồng. Ừ, chiên ăn với này. Cái KFC nha. Được. Cái này mình ăn KFC. Thế nè, đây là khoai tây nè. Khoai tây chiên. Được không? Không chứ ơi, năm ngoái 100 là phải này.